Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách các bạn chuyển tiền hay nạp tiền vào cái tài khoản Decom của các bạn để các bạn gửi tiền về Việt Nam miễn phí như thế nào nhé các bạn nhé. Ok. Đây là nếu mà các bạn mà nạp tiền vào cái tài khoản của Decom ở cái cây của ngân hàng ưu trổ thì các bạn sẽ mất phí đối với thẻ vàng là 450 yên này, thẻ bạc là 500 yên một lần này. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ với các bạn cách chuyển tiền online như thế này. Để nạp tiền vào tài khoản của các bạn thì sẽ không mất đồng nào nhé. Đây các bạn xem cái đây là cái tài khoản của ngân hàng Decom có 3 cái này. Và mình thì sẽ hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn cách chuyển tiền vào cái Decom của ngân hàng ưu trổ nhé. Ở kiểm tra trực tiếp của đây cũng được này, các bạn bấm vào phần này, vào phần Decom của các bạn này. Sau đó các bạn đây, các bạn vào phần này này. Số tài khoản và thẻ nạp tiền này, các bạn bấm vào đây này. Các bạn bấm vào đây này để kiểm tra cái tài khoản nạp tiền của Decom này, đây này. Chuyển tiền đến ngân hàng bưu điện này, này số tài khoản này. Còn ngân hàng UMG thì đây này. Ngân hàng SMBC thì số tài khoản này này. Mình sẽ chia sẻ với các bạn cách chuyển tiền đến ngân hàng của Decom nhé. Cái này nó hơi okashi một chút, đó là đôi 46, 6 cái mã số, nhưng mà thực ra là chúng ta bỏ cái số 0 ở cuối cùng này đi nhé. Các bạn cần phải có hai cái app này, ưu trổ chi trổ và ưu trổ ninso này, các bạn bấm vào đây, ưu trổ chi trổ này, đây, đây tiếp theo các bạn bấm vào đây, đây các bạn chuyển tiền này, cùng với ngân hàng ưu trổ nên là các bạn sẽ bấm vào đây, các bạn bấm vào đây, tiếp theo các bạn nhập cái mã số Kigo và Bango của bên Decom vào, năm số tiền số tiền là 1 sen yên chẳng hạn. Các bạn bấm vào đây để xác nhận. Nè, đúng chưa? Đây đúng cái số tài khoản của Decom này rồi. Đây cái số tiền đây. À đây là cái thông tin của bên Decom này. Đây. Sẽ không mất phí chuyển tiền nhé các bạn nhé. Bởi vì một tháng các bạn chuyển tiền online của Yucho này thì sẽ được 5 lần miễn phí. Rồi, tiếp theo các bạn bấm vào nút này. Trừ ghế này. Đây tiếp theo các bạn xác nhận thông tin này, sau đó là các bạn bấm vào đây để mở cái app kia lên. Tiếp theo các bạn nhập cái mật khẩu vào đây. Tiếp theo các bạn bấm vào đây để xác nhận này, đó như thế này là đã là chuyển tiền thành công này đến Decom rồi này. Sau còn các bạn chụp cái hình ảnh màn hình này lại đây, chụp ảnh màn hình này lại. Sau đó các bạn vào cái app của bên Decom này. Đây. Các bạn bấm vào phần xác nhận chuyển tiền đến Decom này. Các bạn bấm vào đây. Các bạn chọn từ thư viện ảnh này. Từ cái thư viện ảnh này thì các bạn đây bấm vào lựa chọn vào cái ảnh lúc nãy mà các bạn đã chuyển tiền đấy. Sau đó các bạn bấm vào nút gửi này đi. Đây. Đang chờ xử lý để xác nhận nạp tiền, bấm OK. OK. Rồi bây giờ các bạn bấm vào truy cập tài khoản này. Đây này, giao dịch cuối cùng của mình là hôm nọ mình mới chuyển tiền đây này. Bây giờ tài khoản của mình còn 0 đồng này. Còn đây là đang chờ xử lý này. Yêu cầu đang được chờ xử lý này vào ngày 17 này. Khi cái trong cái thời gian làm việc của bên Decom ấy thì người ta sẽ kiểm tra xác nhận cái thông tin của các bạn, kiểm tra xác nhận thông tin của bạn xong thì người ta sẽ vào cái phần số dư tài khoản này của bạn đấy, để các bạn có thể thực hiện cái giao dịch các bạn muốn chuyển đi đâu chuyển. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên bấm một nút like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.